Mặc dù mới đi vào hoạt động tháng 10 năm 2021, nhưng vùng trồng sầu riêng của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc đang là một trong 51 mã vùng trồng sầu riêng trong đợt đầu tiên của cả nước được phía Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu chính ngạch. Không phải ngẫu nhiên có được kết quả này, mà đó là quá trình Hợp tác xã đã dày công nỗ lực xây dựng, chú trọng đến chất lượng nông sản cũng như an toàn thực phẩm để chinh phục khách hàng trong nước và xuất khẩu. Vườn sầu riêng 5 hecta với 400 cây mỏng thon và 500 cây ri sáu của ông Trịnh Văn Chóc, giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông nghiệp Đa My, đang ở thời kỳ kinh doanh năm thứ 7 và năm thứ 11. Mùa vụ năm nay, vườn sầu riêng này đạt năng suất dao động từ 20 đến 25 tấn một hecta tùy loại giống. Không chỉ có năng suất tốt mà chất lượng thơm ngon, dẻo ngọt và có màu vàng đẹp được một số doanh nghiệp xuất khẩu trái cây ở miền Tây đặt hàng thu mua từ lúc cây đơm hoa kết trái. Khi mình chăm sóc cái hàm lượng phân hữu cơ nó cao thì thứ nhất là cái độ cây nó bền, thứ hai nữa là cái chất lượng trái nó đạt, nó cái màu cơm nó đỏ và nó cái cơm sầu riêng nó dẻo, thế nên là được những thương lái và khách hàng ở các tỉnh bạn họ về, họ thu mua rất là nhiệt tình và họ rất là săn đón cái sản phẩm của mình. Như vườn này em mua thì mấy năm nay mẫu trái năm nào cũng đẹp và cơm rất là chất lượng, đủ tiêu chuẩn để mình đi xuất khẩu ra các nước. Vườn sầu riêng ông Chóc là một trong tổng số 33,5 hecta của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Đa My được Trung Quốc cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch bắt đầu từ tháng 7/2022. Đây là một trong hai mã số vùng trồng sầu riêng của tỉnh, đồng thời là một trong 51 mã số vùng trồng sầu riêng trong đợt đầu tiên của Việt Nam được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch. Chúng tôi thấy là hợp tác xã này rất là năng động, đội ngũ cái hội đồng quản trị cũng đã nắm được cái chủ trương chính sách và được nắm bắt được cái thị trường để chúng ta xây dựng được cái được cấp mã vùng trồng, và cũng mong rằng thì các cái hợp tác xã này phải phát triển thêm cái thành viên để cho cái sản phẩm thành viên này chúng ta khi chúng ta tham gia thì nâng cao được cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm sầu riêng trên địa bàn. Cánh cửa xuất khẩu chính ngạch sầu riêng của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Đa My đã được mở ra nhờ có tấm hộ chiếu mã số vùng trồng từ phía Trung Quốc chấp thuận cấp. Tuy nhiên, theo quy định thì mã số vùng trồng này sẽ có hiệu lực theo từng mùa vụ của mỗi năm, đồng nghĩa với việc hợp tác xã phải duy trì thực hiện việc gia hạn hàng năm, đồng thời thường xuyên cập nhật nhật ký sản xuất của các thành viên hợp tác xã để nước nhập khẩu thực hiện truy xuất nguồn gốc khi cần. Điều đó cho thấy muốn sầu riêng xuất khẩu ổn định vào thị trường này một cách bền vững, còn phải luôn thực hiện các yêu cầu quy định đề ra.